Linh Hậu Giang xin chào anh em nha. Thì hôm nay mình làm cái video này để hướng dẫn anh em là ốp Elao qua cái hai vách ốp nha anh em. Bữa nay mình sử dụng cái tool là Inlock Tool ha. Rồi, đầu tiên mình sẽ vào cái trang check Elao để check lại cái tình trạng cái email của máy mình ha. Thì anh em thấy thì bây giờ tình trạng nó là Elao on ha. Rồi, bắt đầu mình sẽ tiến hành. Cái bước đầu tiên thì anh em sẽ kiểm tra máy mình bằng cách là vào trong cái phần Elao nha anh em. Thì anh em lưu ý trước khi làm mình sẽ mở sẵn cái nó tool sẵn nha, để khi nào mình bắt đắp xong là mình sẽ tiến hành mình làm luôn cho nó nhanh, để cái mà file bắt đắp không bị hết hiệu lực ha. Rồi đầu tiên anh em vào trong cái Game Center trong Elao ha. Và anh em tắt cái Game Center và bật lại. Và trước khi bắt đắp anh em phải bật tắt cái Game Center là một lần nha. Rồi cái lưu ý tiếp theo nữa là khi mà anh em trước khi bắt đắp anh em sẽ làm sạch cái bộ nhớ của điện thoại để cho cái dung lượng bắt đắp nó được nhẹ và bắt đắp nó nhanh hơn ha. Sau khi làm sạch dung lượng thì anh em sẽ tiến hành là anh em làm sạch dung lượng bằng cách là vào trong Power Tool nè. Anh em gỡ hết các những cái app nặng ha. Còn ở đây mình sẽ chừa cái app ngân hàng của mình lại, tại vì mình đang thực hiện ở trên cái máy chính của mình sử dụng. Và anh em sẽ tiến hành vào trong cái phần cài đặt. Những hình ảnh trên máy anh em sẽ xóa hết ha. Ở đây mình ít cho nên là mình sẽ không xóa, mình giữ lại. Và tiến hành anh em sẽ vào trong phần cài đặt chung nè. Cài đặt chung phần dung lượng iPhone ha. Và những cái nào nó có dung lượng nặng mà trên 1GB á thì anh em sẽ xóa hết luôn ha. Sẽ gỡ xóa hết cho mình. Anh em tìm những cái bản cập nhật mà mình chưa cập nhật á, có thể máy nó tải về sẵn chứa trong đây ha. Nó làm nặng cái dung lượng thì anh em gỡ hết cho mình. Để cho nó nhẹ cái dung lượng. Rồi sau khi mình làm sạch cái dung lượng rồi thì anh em sẽ tiến hành là tắt bật cái Game Center lại một lần nữa nha, để cho nó đảm bảo cái thời gian của mình nó sẽ không bị trôi cái thời gian anh em. Đó, sau khi mà bật tắt cái Game Center rồi á thì anh em sẽ vào phần backup ở trên Power Tool. Và cái phần mật khẩu này thì anh em sẽ tạo một cái mật khẩu bất kỳ, thí dụ bằng một ký tự thôi, một chữ Nga thôi cũng được. Ở đây mình tạo rồi cho nên là không hướng dẫn tạo mật khẩu lại ha. Khi anh em chọn vào mật khẩu đó thì nó sẽ hiện cái hai cái dòng mình nhập chữ A rồi nhập chữ A rồi nhấn OK là được ha. Sau khi tạo mật khẩu thành công á thì anh em sẽ tiến hành nhấn chữ backup luôn ha. Backup now nha anh em. Nhấn vào backup now. Rồi lúc này cái iPhone của mình nó sẽ backup ở trên Power Tool. Lúc này anh em sẽ nhập cái mật khẩu mới tạo lúc nãy và nhập cái những cái mật khẩu màn hình phá màn hình đó anh em. Nhập lên khi mà tool nó yêu cầu thì anh em nhập vào. Nếu mà anh em không có đặt mật khẩu màn hình phá thì tool nó sẽ chạy luôn và nó không có yêu cầu nhập ha. Rồi ở cái đoạn này thì anh em sẽ chờ cái Power Tool nó backup cái file. Thì cái quá trình này như mình đã lưu ý á, thì anh em backup á thì cần là cái dung lượng iPhone nó phải là sạch sẽ, những cái không cần thiết anh em sẽ gỡ sạch sẽ hết, hình ảnh rồi các ứng dụng này kia đó, những cái nào mà chiếm bộ nhớ anh em gỡ sạch cho nó cái dung lượng nó nhẹ ha. Khi nhẹ rồi á thì nó sẽ đồng nghĩa với lại là cái thời gian backup của mình nó sẽ là ngắn hơn đó, thì nó sẽ đảm bảo cái backup đó, nó sẽ backup được cái backup cành nó ra nó sẽ là kịp thời và còn hiệu lực để cho anh em dùng cái token đó để up Elao. Đó anh em lưu ý những cái mình cần lưu ý nhất. Khi mà anh em làm những cái lưu ý này anh em không có để ý á, thì cái khả năng làm sẽ bị thất bại nha anh em. Thất bại là anh em phải rút ra nhiều kinh nghiệm và làm lại á. Ở đây mình cũng đã thất bại nhiều lần rồi nha anh em. Cho nên mình có kinh nghiệm mình chia sẻ trên video cho anh em xem luôn ha. Thì qua video thì mình cũng xin giới thiệu thì Inlock Tool giá hiện tại là 1.250.000 là do giật giá leo thang, cho nên là giá tool nó cũng leo thang lên.
và cái giá theo tỷ giá của USDT anh em, tức là tỷ giá nó khoảng tầm hơn 26.000 lận đó, cho nên là mình cái giá quy đổi chung ra là khoảng 1.250.000 trên một năm đó. Còn anh em mua 3 tháng 6 tháng thì nó sẽ chênh lệch so với giá cũ vài chục ngàn nữa nó, cho nên là giá chung, cho nên anh em phải chấp nhận thôi. Anh em sẽ liên hệ muốn đăng ký tour hay là gia hạn gì đó thì liên hệ qua Zalo số 0984732881 để mình hỗ trợ anh em ha. Để bây giờ cái khi mình bán tour á thì sẽ có nhân viên hỗ trợ anh em cài đặt driver và những cái mẹo cần thiết trên máy tính để khi anh em làm thì mọi việc nó ok hơn ha. Thì bây giờ cái quá trình backup nó sắp sửa xong anh em, 99,99 rồi thì nó gần xong, đến khi nó báo ok thì mình sẽ tiến hành các bước tiếp theo nha anh em. Thì cái bản cập nhật này nó vừa cập nhật xong thì cho nên nó là các bước nó làm rất tương đối dễ hơn cái bản cập nhật hồi 24 tháng 4 21 gì đó mình nhớ không nhầm. Thì anh em lúc cái bước này anh em chọn ok ha. Rồi tiếp tục anh em vào Inox Tool luôn nè, anh em chọn cho mình chỗ Apple và nhấn I understand, rồi tôi hiểu đó. Rồi anh em chọn là file my phone up, chọn cái chỗ mà read backup nha đó. Rồi cái bước này anh em lưu ý là phải tắt wifi nha, đưa máy lên chế độ wifi cũng được nha anh em. Rồi sau khi mình làm thực hiện xong thì mình nhấn ok và tìm đến cái nơi lưu của cái file backup nha. Ở đây mình lưu cái ổ D và lưu ổ D và chọn ba bao tool backup đó, và chọn vào cái thư mục đã backup ra, và anh em vuốt kéo xuống cuối cùng và chọn cái file manifest như mình làm trên video ha. Bước này thì anh em nhập cái mật khẩu lúc nãy mình tạo trước khi backup á, mật khẩu của file backup á, anh em nhấn ok. Thì sau khi nhấn á, thì anh em chờ lúc này tool nó sẽ tự tự get cái file backup, rồi nó sẽ get ra được cái ID Apple, tức là tài khoản iCloud á, tự get ra ID Apple và tự get ra cái token badge luôn ha. Đó, và nó sẽ auto up luôn. Các bước này bây giờ hiện tại bây giờ auto hết so với cái bản phiên bản cập nhật cũ nha anh em. Phiên bản cập nhật cũ á, thì mình sẽ lấy cái file badge token bằng thủ công, tức là sử dụng một cái app nữa, một cái ứng dụng nữa là cái ứng dụng là Elcom Shop Fonric á, thì ứng dụng nó buộc phải là gắt mà bẻ khóa cái ứng dụng xong rồi mới làm được nha anh em. Vấn đề nó cũng hơi phức tạp một tí, nhưng mà bây giờ đối với bản cập nhật này thì nó quá đơn giản rồi. Bây giờ anh em thấy trên màn hình đó, thì nó cũng đã get ra và nó đã thông báo kết quả về là đã ốp hết các thiết bị ha. Đó thì coi như quá trình ốp email đã xong nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra email lại xem cái tình trạng email lần cuối ha. Đó, anh em search vào cái trang là check email, nó thì ra những cái trang kiểm tra miễn phí nè. Anh em nhập cái email vào ha. Rồi anh em dán email vào, nhấn tìm kiếm thôi. Lúc này thì nó sẽ check ra cái kết quả cho mình luôn ha. Thì anh em thấy thì cái kết quả báo up rồi đó. Tức là bây giờ là up email đã thành công. Và cái bước cuối cùng là anh em sẽ không được mở wifi lại nha, và tiến hành cái chọn tab là toolbox và chọn cái chỗ xóa data đó, thì mình sẽ check vào cái thiết bị và chọn xóa all data. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi, chúc anh em thành công nha, hẹn anh em ở video lần sau nhé.